Rồi xin chào tất cả các bạn. Uh, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu tín hiệu 4 tới 20 mA ha các bạn ha. Tín hiệu này từ cảm biến áp suất hay cảm biến lưu lượng hay bất kỳ cảm biến nào chỉ cần là 4 tới 20 mA thôi và đấu vào tất cả các bộ nhận tín hiệu các bạn ha. Ví dụ như nó là BOC, nó là biến tầng hay là nó nó những là cái đồng hồ hiển thị áp suất hoặc là nó như là những cái bộ uh, chuyển đổi uh, tín hiệu analog ha các bạn ha. Hoặc là các cái bộ data logger thì video này mình sẽ hướng dẫn cái nguyên lý ha. Biết được cái nguyên lý này thì các bạn sẽ sẽ biết được cái cách mà đấu dây vào tất cả các cái bộ nhận tín hiệu các bạn ha. Rồi để mà đấu được dây thì các bạn cần phải hiểu được cái nguyên lý của 4 tới 20 mA các bạn ha. Như các bạn nhìn vào cái hình này nha. Rồi các bạn cần phải hiểu nguyên lý của 4 tới 20 mA là nó sẽ đấu dây theo một cái mạch vòng các bạn ha. Rồi mạch vòng là sao? Mạch vòng có nghĩa là dòng điện của mình nó sẽ đi từ cực dương, hàng nó đi một vòng qua các thiết bị, nó đi về lại cực âm các bạn ha. Rồi như sơ đồ này thì cái chỗ này nè, V này á là cái nguồn 24V các bạn ha. Rồi cái cục mờ hình vuông này á, là là ký hiệu của cái transmitter các bạn ha, ví dụ như là cảm biến áp suất các bạn. Rồi cái chữ meter này nè, meter này đó là bộ nhận tín hiệu các bạn ha. Bộ nhận tín hiệu nó có thể là là BOC nè, có thể là biến tầng nè, có thể là những cái đồng hồ mà nhận thì để hiển thị ra áp suất hoặc là nó có thể là những cái bộ chuyển đổi tín hiệu uh, analog sang cái uh, tín hiệu RS485 hoặc là nó nh là những cái bộ data logger mà to to dạng này các bạn ha. Thì nó cũng là ký hiệu chung nó là meter các bạn ha rồi cái sơ đồ này là của cái hãng Novus của bên mình này các bạn ha thì nếu như các bạn đang dùng cái hãng khác ví dụ như là hãng Huba Control hay hãng Wica thì cái cách đấu dây nó giống nhau các bạn ha xíu nữa mình sẽ mở một sơ đồ đấu dây của Huba Control cho các bạn xem đây các bạn ha rồi cực dương từ cực dương của nguồn ha các bạn bạn sẽ chạy một vòng nè đây là cái chiều mũi tên đây là mình ký hiệu cho chiều dòng điện chạy ha các bạn ha chạy từ cực dương qua cực âm nha rồi cực dương nó chạy vào dương cảm biến các bạn ha nên nhớ là vào dương ra âm nha các bạn nha rồi chạy vào dương của cảm biến này là chân số 1 các bạn ha âm của cảm biến á, nó sẽ chạy vào đây dương của cái bộ nhận tín hiệu chỗ cực dương của bộ nhận tín hiệu là BOC hay là biến tầng hay là bộ đồng hồ hiển thị gì đó các bạn ha rồi âm của bộ nhận tín hiệu á, nó sẽ chạy một vòng về lại âm của nguồn các bạn ha thì nếu ở giữa này mà có cái thiết bị nào khác ví dụ như là cái lúc power cái 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 màn hình hiển thị mà dạng lúc power đó, thì bạn vẫn đấu vào cái cực dương của màn hình đó và từ cực âm của màn hình đó vẫn bạn, bạn đi về cực âm của nguồn các bạn ha đó là cái nguyên lý của 420 mA là nó phải chạy thêm một mạch vòng nha các bạn nha. Rồi đây là cái hình sơ đồ đấu dây mà một hãng sản xuất cảm biến họ cấp cho các bạn. Vậy thì sơ đồ đấu dây mà của những cái hãng những, những cái thiết bị mà nhận tín hiệu á là mình cho các bạn xem nha. Rồi như cái hình này bộ nhận tín hiệu ở đây mình lấy ví dụ là một cái đồng hồ hiển thị nhiệt một cái đồng hồ hiển thị áp suất ha các bạn ha. Và nó có nhận tín hiệu 4 tới 20 mA này các bạn nè, mmb nè. Đó, thì mình sẽ cho các bạn thấy mạch vòng nha các bạn nha đây là là sơ đồ đấu dây mình để trên này luôn cho các bạn dễ hình dung ha các bạn ha đây là cực dương của nguồn các bạn ha đây là cực dương của nguồn nè nó sẽ chạy qua cực dương của cảm biến là chân số 1 các bạn ha đây là dương nguồn vào cực dương cảm biến này các bạn ha rồi từ cực âm của cảm biến là chân số 2 ha cực âm của cảm biến nó chạy ra cực dương của cái bộ nhận tín hiệu ha cực dương của bộ nhận tín hiệu đây rồi từ cực âm của bộ nhận tín hiệu nó sẽ chạy về lại âm của nguồn đây là đúng là một mạch vòng mà các bạn ha như vậy là sơ đồ đấu dây mà đấu như thế này là đúng các bạn ha và tại sao mình nhìn vào cái hình này mình biết được chân số 10 và là dương và chân số 12 là âm các bạn ha thì đối với một số BOC uh, á họ ký hiệu rất là rõ ràng analog chân nào là dương chân nào là âm hoặc là biến tầng ha họ ký hiệu rất là rõ ràng nhưng mà đối với một số bộ nhận tín hiệu mà nhận cái ngõ vào của, của nó là universal có nghĩa là nó vừa nhận cảm biến nhiệt độ vừa nhận cảm biến áp suất nó vừa nhận là mili milliampe rất là nhiều thứ thì cái ký hiệu của nó sẽ dạng như thế này các bạn ha đây mình phóng bự cho các bạn xem đây milliampe đây các bạn ha ký hiệu nó sẽ có một cái chiều mũi tên chiều mũi tên này là cho các bạn thấy đó là chiều dòng điện chạy các bạn ha đó nó sẽ chạy như thế này nè là khi có nghĩa là nó vào chân số 10 thì chân số 10 là dương ha nó ra chân 12 là âm nó chạy một vòng như thế này các bạn ha đó nếu như các bạn thấy các cái bộ mà universal là bạn thường thấy ký hiệu milliampe như thế này này À. nó là bạn biết được chân số 10 là dương chân số 12 là âm các bạn ha thì bạn biết được chân nào là dương chân nào là âm thì bạn đấu theo kiểu này thôi nè à. vào dương ra âm các bạn nha rồi thì đối với các cái loại loại BUC á à, nó có ký hiệu là dương và âm rõ ràng ha analog input nè không cộng và không trừ dương và âm rõ và rõ ràng các bạn ha thì vào dương ra âm rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn cách đấu mình sẽ sẽ các bạn sẽ thấy cái sơ đồ đấu dây các bạn ha rồi bây giờ mình mình sẽ cho các bạn thấy sơ đồ đấu dây của cái này ha các bạn ha nó sẽ 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 theo đúng hướng dẫn của cảm biến luôn các bạn nha ví dụ như đây là cái bộ BOC thông thường nó có cái nguồn sẵn này các bạn cái nguồn 24V sẵn trong BOC ha các bạn ha L cộng là nguồn 24V cộng này là từ đây ha các bạn ha rồi cái nguồn dương nó sẽ chạy một vòng tới cái cực dương của cảm biến này đây theo đúng sơ đồ này luôn đúng không các bạn ha rồi từ cái cực âm của cảm biến này đó sơ đồ này nè nó sẽ chạy về vào lại cái đầu dương của analog input của BOC các bạn ha đó hãy vào các bạn lưu ý là vào dương ra âm nha các bạn nha vào thì dương thì đầu âm của analog á, nó sẽ chạy một vòng về lại âm của nguồn 24V các bạn ha đó các bạn thấy chưa thì sơ đồ đấu dây 4 tới 20 mA của hầu hết các cái thiết bị nhận tín hiệu hầu hết các cái cảm biến là như thế các bạn ha nó sẽ chạy thêm một mạch vòng và lưu ý là mạch vòng thì vào dương và ra âm các bạn ha đi dòng điện sẽ đi từ cực dương ra cực âm và nó vào cảm biến thì vào dương vào bộ hiển thị thì vào dương và khi nó đi ra thì đi ra âm đầu âm các bạn ha rồi mình sẽ mở ra sơ đồ đấu dây của cái của cái cảm biến này là của Huba Control các bạn rồi này là của Huba Control ha đây mình cho các bạn xem xem sơ đồ đấu dây của nó đây các bạn đây phóng bự lên cho các bạn dễ xem ha rồi các bạn thấy nè dương cái hiệu này là dương là của cái nguồn 24V ha các bạn ha âm là của nguồn 24V nó không vẽ trong đây hình như nãy là có vẽ ha rồi đầu dương của nguồn 24V là các bạn sẽ đi vào chân số 1 là chân dương của cảm biến này các bạn ha. Ra chân số 2 là chân âm của cảm biến đó, nó sẽ đi về đây đầu dương của cái bộ nhận tín hiệu. À, đầu âm của bộ nhận tín hiệu sẽ đi về nguồn giống như cái hình hồi nãy các bạn ha. Bạn thấy không? Giống như hình khi nãy các bạn ha. Bạn lưu ý là meter là nó thường có cái hiệu giống mũi tên xéo 45 độ nha các bạn nha. Còn cái cái tín hiệu mà 4 tới 20 mA là giống mũi tên đi thẳng luôn các bạn ha. À, bạn lưu ý coi chừng nhầm lẫn nha các bạn nha đó thì cảm biến áp suất của Huba Control cũng giống như cái này thôi nhưng mà mình sẽ cho các bạn thấy nè hai sơ đồ đấu dây nè này á, là nó giống nhau các bạn ha nhiều người cứ nghĩ là nó khác nhau tại vì nó cái bộ nhận tín hiệu nó đưa trước cảm biến cái này là cảm biến trước cái bộ nhận tín hiệu thì nếu như mà theo sơ đồ này thì bạn đấu đấu như thế này nè hai các bạn lưu ý hơn nhiều người hơi hơi lúng túng ở chỗ này thì các bạn vẫn vào dương ram thôi ví dụ cái cực dương của cái nguồn nó sẽ chạy vào bộ nhận tín hiệu trước đúng không là BOC trước phải không nó sẽ phải vào cái cực dương của BOC các bạn ha vào cực dương của BOC nha rồi đầu âm của BOC á nó sẽ chạy về cực dương của cảm biến các bạn ha rồi đầu âm của cảm biến nó sẽ chạy về lại cực dương ở cực âm của nguồn các bạn ha là nó bạn lưu ý là tín hiệu của nó sẽ đi theo mạch vòng và vào dương ra âm ha các bạn cho dù các bạn đấu cảm biến gì nó cũng theo cái kiểu đó ha các bạn ha rồi đó là đó là cái cái cách đấu dây của cảm biến mà 4 tới 20 mm mà loại 2 dây các bạn ha. Và như các bạn biết là 4 tới 20 mm nó có 3 loại luôn ha các bạn. 3 loại. Loại thứ nhất là 2 dây, loại thứ hai là 3 dây và loại thứ ba là 4 dây các bạn ha. Thì mình có làm một cái video về cái điểm khác biệt của ba cái loại cách đấu dây này rồi và cách chuyển đổi ha. Các bạn nếu như các bạn đang dùng cảm biến mà loại 3 dây á các bạn xem thêm một cái video nữa của bên mình nha các bạn ha. Đây, rồi để xem cái video mà cách đấu dây 4 tới 20 mm 2 dây 3 dây 4 dây á thì các bạn vào YouTube các bạn ha, bạn bấm là đấu dây 4 20 mm enter cái hàng các bạn ha. Thì nó sẽ ra cái video của mình là đầu tiên các bạn ha, tâm lửa nha. Thì mình có làm hai cái video về 4 tới 20 mm rồi ha các bạn ha. Đó là hai video này. Và video lần này nữa là video thứ ba. Thì mình hy vọng vọng rằng là qua ba video này thì giúp các bạn là nắm rất là rõ về tín hiệu 4 tới 20 mm và đấu dây và không còn phải lúng túng nữa ha các bạn ha rất là nhiều người lúc túng là ờ bốn tới hai mươi ati là như thế nào passi là như thế nào thì các bạn xem mấy video này của mình mình xong là chắc chắn là các bạn sẽ biết được cái cách đấu dây liền các bạn ha thì uh, bên mình á là có cung cấp các cái loại cảm biến áp suất các bạn ha cảm biến nhiệt độ độ nha rồi các cái thiết bị mà chuyển đổi tín hiệu analog sang rồi f bốn tám năm hoặc là các cái thiết bị mà thu thập dữ liệu data logger nhiều kênh các bạn ha rồi nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với mình theo thông tin mình để ở dưới phần mô tả nha các bạn nha và cũng có thể là thông tin để ở dưới phần comment các bạn nha và nếu như các bạn mà vẫn chưa có tải cái cảm năng mà áp suất mà bên mình mình đã phát hành rồi á thì các bạn có thể tải cảm năng áp suất này miễn phí ở dưới phần comment mình để ở dưới nha các bạn ha nó là miễn phí nha các bạn mình đang có kế hoạch để mà ra luôn cái cảm biến uh, ra luôn một cái cuốn cảm năng nữa về cảm biến đo nhiệt độ các bạn ha trong công nghiệp thì mình hy vọng là nó sẽ ra sớm thôi ha các bạn ha thì nếu như mà khi nào mà nó ra rồi á thì mình sẽ sẽ cũng là công bố trên kênh youtube của mình luôn nha các bạn nha nếu như mà bạn vẫn chưa đăng ký kênh của mình thì bạn hãy nhấn vào nút đăng ký các bạn ha và nhấn vào nút chuông thì khi nào mà mình có video mới thì YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn là, là là bên mình vừa ra video mới ha các bạn ha để các bạn không có bỏ lỡ những cái cuốn cẩm năng đó rồi, nếu như bạn xem video này mà bạn vẫn còn có câu hỏi ha thì bạn cứ để lại comment nha các bạn ha để lại bình luận thì mình sẽ sẽ trả lời cho bạn trong phạm vi hiểu biết của mình ha các bạn ha chỉ cần mình biết là mình sẽ chỉ nha các bạn nha rồi cảm ơn bạn đã xem video và một lần nữa xin cảm ơn